Xin chào tất cả mọi người, em tên là Phạm Thị Ngọc Diệp, hiện đang theo học ngành Tourism and Hospitality Management của trường đại học RMIT tại Úc. Hiện em đang sinh sống và làm việc ở Úc. Thì hôm nay em sẽ trình bày một ca khúc tên là Someone You Love của Luis Capaldi. Em hy vọng mọi người sẽ thích bài hát này và ủng hộ cho em nha. Cảm ơn mọi người.